Thưa quý vị và các bạn, theo Tổ chức Y tế Thế giới thì cứ 160 người có một người mắc hội chứng tự kỷ. Tại Việt Nam thì mặc dù chưa có nghiên cứu chính thức về số lượng trẻ mắc chứng tự kỷ, tuy nhiên theo con số mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra thì cũng có tới 200.000 trẻ mắc hội chứng này. Trên toàn thế giới thì tỷ lệ trẻ được phát hiện và chẩn đoán mắc hội chứng tự kỷ đang ngày một tăng cao từ năm 2000 cho đến nay. Cho đến nay thì khoa học thế giới chưa khẳng định là có thể chữa hoàn toàn được hội chứng tự kỷ, Tuy nhiên, nếu như trẻ có thể được chẩn đoán phát hiện một cách kịp thời thì chắc chắn rằng là trẻ hoàn toàn có cơ hội có thể tiến bộ cũng như là cống hiến cho xã hội. Và ngày hôm nay, trong chuyên mục tọa đàm thì chúng tôi muốn thực hiện dành riêng cho những bậc cha mẹ có con không may mắc hội chứng tự kỷ, những người hùng thực sự đang ngày đêm nỗ lực chiến đấu cùng với con. Và để các bậc phụ huynh có thêm kiến thức về vấn đề này thì chúng tôi đã mời tới trường quay bà Nguyễn Tuyết Hạnh, Phó Chủ tịch Mạng lưới tự kỷ Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Gia đình người tự kỷ Hà Nội vâng xin được cảm ơn bà đã dành thời gian để trao đổi với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi à, thưa bà cho đến nay thì vẫn có những bậc cha mẹ không tin rằng là con mình đã mắc hội chứng tự kỷ vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt được trẻ mắc hội chứng tự kỷ với những cái hội chứng khác như là hội chứng chậm nói hay là tăng động thiếu năng trí tuệ theo chuyên trang tự kỷ của liên hợp quốc thì tự kỷ là một rối loạn phát triển à, nó được biểu hiện rầm rộ khi trẻ dưới 3 tuổi vâng và cái đặc trưng nhất của vấn đề tự kỷ thể hiện qua cái việc là hành vi thì hạn hẹp và lặp đi lặp lại và các con thường là gặp khó khăn trong cái giao tiếp cũng như là tương tác xã hội những cái trẻ chậm nói và những cái trẻ mà thiểu năng trí tuệ đấy thì có thể là các con lại không bị ảnh hưởng bởi những cái hạn chế về mặt hành vi cũng như là giao tiếp xã hội nhưng mà đối với các cháu tự kỷ thì cái khả năng giao tiếp đó nó rất là khiếm khuyết có khi các cũng có những cái cháu mà không có cái nhu cầu giao tiếp với bố mẹ không có nhu cầu giao tiếp với anh chị em và các cháu thường chơi một mình thưa bà với vai trò là phó chủ tịch mạng lưới người tự kỷ tại Việt Nam và cũng có rất là nhiều những thời gian đã nghiên cứu tiếp cận kiến thức khoa học về hội chứng tự kỷ ở trẻ vậy thì bà có thể chia sẻ những cái phương pháp hữu ích để chúng ta có thể can thiệp cho những trẻ mắc hội chứng này hay không ạ? và có nhiều phương pháp để can thiệp trẻ chúng tôi đều có ở trên cái trang chuyên mục của chúng tôi thì đấy là những cái trang mà chúng tôi đã viết rất cụ thể và chi tiết những cái phương pháp và can thiệp cho trẻ tự kỷ nhưng tuy nhiên thì tôi cũng muốn nói với tất cả các bậc cha mẹ khác đấy là tất cả các phương pháp đều không có cái phương pháp là phương pháp vạn năng cả có nghĩa là chúng ta phải lấy con của chúng ta làm trọng tâm và phải hiểu con của chúng ta là sẽ thích hợp với cái phương pháp nào nhất đấy là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là chúng ta phải biết kết hợp giữa các phương pháp với nhau trong những cái thời điểm nhất định trong cả cái quá trình phát triển của con thì ở giai đoạn này có thể dùng phương pháp này nhưng đến giai đoạn khác phải dùng phương pháp khác và cái thứ ba đấy là gì ạ tự kỷ là một cái khuyết tật phát triển suốt đời vì thế nên là cái vai trò của gia đình là vai trò đặc biệt quan trọng thì các cha mẹ hãy nên tham gia vào các nhóm của tự kỷ ở các địa phương Dạ vâng, à, liên quan tới việc à, can thiệp cũng như điều trị cho trẻ mắc hội chứng tự kỷ thì à, hiện nay có rất nhiều những cái trung tâm mở ra với những cái lời quảng cáo như là có thể bồi dưỡng trẻ thành thiên tài hay là có thể chữa trị hoàn toàn chứng tự kỷ cho trẻ. Vậy thì không biết là quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào? Khoa học cũng đã chứng minh rằng cho đến giờ phút này thì cũng chưa có một cái liệu pháp nào đấy mà có thể chữa được tự kỷ vì tự kỷ đó là một cái khuyết tật bẩm sinh trong suốt cả cuộc đời. À, cái đó thì cũng xin chia sẻ với các cha mẹ để các cha mẹ vững tâm hơn và cái thứ hai đấy là một cái thông tin cho rằng là tự kỷ là thiên tài. À, trên thực tế thì có nhưng cái số lượng đó là vô cùng ít. Con có thể là có những cái những cái tài năng hoặc là những cái mình gọi nôm na là con có những cái thiên phú về mặt này mặt khác thì hãy nên tập trung để cho con phát triển. Tuy nhiên các cha mẹ cũng phải nhớ đến một điều là cái lớn nhất đối với trẻ tự kỷ đấy là các con khiếm khuyết về mặt giao tiếp thì hãy cố gắng làm sao là để cho các con trang bị được những cái khả năng những cái cái kỹ năng để các con có thể sống độc lập trong một cái cuộc sống mà có cái giao tiếp xã hội vậy thì theo bà thì điều gì là điều khó khăn nhất đối với các bậc cha mẹ ở trong quá trình nuôi dạy giáo dục cũng như là can thiệp để hỗ trợ điều trị cho trẻ tự kỷ à, trước đây thì chúng tôi rất là ít thông tin về về vấn đề tự kỷ cũng như là can thiệp tự kỷ nhưng ngày nay thì các cha mẹ lại dường như là đang bội thực về mặt thông tin mà bên cạnh đấy là có những cái thông tin mà À, mình có thể dùng cái từ là dối nhiễu cái thông tin đó nó làm cho các bậc cha mẹ nó khó xử lý đấy là một cái thứ hai khó khăn nữa đấy là cái sự hỗ trợ trẻ tự kỷ cũng chưa được hỗ trợ nhiều lắm về mặt chính sách mặc dù về mặt xu thế mấy năm gần đây thì cũng đã được sự quan tâm của bộ lao động thương minh xã hội cũng như là một số các ban ngành khác cái khó khăn thứ ba mà tôi cho rằng là một cái khó khăn mà bất cứ các cha mẹ nào cũng phải xác định được đấy là ở mỗi một cái giai đoạn phát triển thì chúng ta lại phải đối mặt với những cái thử thách khác nhau. Tôi chỉ muốn nói một cách ngắn gọn đơn giản với các cha mẹ thôi đấy là gì tự kỷ không phải là thảm họa mà không hiểu biết về tự kỷ mới là thảm họa à, các bậc cha mẹ chúng ta ngồi để than khóc hay là chúng ta hãy tự thắp lên một ngọn lửa cho chính mình và hãy cùng chúng tôi một là giúp cho con mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn và hai là để cho cộng đồng hiểu biết hơn về tự kỷ à, xin cảm ơn bà đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thưa quý vị và các bạn mỗi trẻ tự kỷ đều là những cá nhân khác biệt có những điểm mạnh và những điểm yếu riêng và xin hãy luôn luôn yêu thương những khác biệt đó để có thể giúp các em tiến tới hòa nhập với cộng đồng cũng như có những công hiến cho xã hội